Trong hơn 2 thập niên, lập trường của Mỹ là tổ chức Al-Qaeda đơn phương thực hiện vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, một video mới vừa được công bố đặt ra nghi vấn về khả năng nhóm không tặc có nhận hỗ trợ từ chính phủ Ả Rập Xê Út. Tòa án liên bang mới đây gỡ niêm phong một đoạn video mà sau đó được công bố trên chương trình 60 Minutes của đài CBS News ngày 20 tháng 6. Omar Al-Bayoumi, người mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI coi là đặc vụ cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út, có liên quan đến hai tên không tặc trong ngày 11 tháng 9, đã xuất hiện trong đoạn video đó. Ông Richard Lambert, cựu đặc vụ FBI, người đã thực hiện cuộc điều tra sơ bộ sự kiện 11 tháng 9, nói rằng video được thực hiện vào năm 1999 trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ thời điểm những thành viên cấp cao của Al-Qaeda lên kế hoạch chọn mục tiêu cho vụ tấn công. Đây là một viên gạch rất lớn khác trong bức tường bằng chứng khổng lồ, cho thấy vào thời điểm đó, chính phủ Ả Rập Xê Út đã đồng lõa trong vụ tấn công 11 tháng 9, ông Lambert nói. Bayoumi đã quay đoạn video trên, cho thấy kiến trúc, lối vào và ra cùng các chốt an ninh của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ông cũng quay đài tưởng niệm Washington và nói rằng sẽ đến và thông tin chi tiết có gì ở đó. Bayoumi cũng nhắc đến việc có một sân bay gần địa điểm ghi hình. Ông Lambert cho biết việc nắm được vị trí giữa đài tưởng niệm Washington với các địa danh khác tại Washington DC có thể giúp xác định mục tiêu tốt hơn. Các điều tra viên FBI tin rằng những tên không tặc trên chuyến bay 93 bị rơi ở hạt Somerset, bang Pennsylvania, ban đầu có ý định chọn đồi Capitol là mục tiêu. Giới quan sát cho hay, đoạn video quay tòa quốc hội của Bayoumi có thể là một phần trong kế hoạch tấn công. Bản thân Bayoumi trong video được cho là đã nhắc đến từ kế hoạch. Cảnh sát Anh đã tìm được đoạn video trên khi khám xét căn hộ của Bayoumi ở Anh vài ngày sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Cảnh sát cũng thu được sổ viết tay danh sách được cho là chứa số điện thoại của nhiều quan chức cấp cao chính phủ Ả Rập Xê Út vào thời điểm đó. Cựu đặc vụ FBI khác là ông Ken Williams cho rằng video của Bayoumi là bằng chứng quan trọng hàng đầu. Thắc mắc hiện nay là tại sao mất đến hơn 20 năm đoạn video này mới được công bố, dù cảnh sát Anh đã sớm bàn giao cho FBI sau khi thu giữ. Nếu nó bị bỏ sót thì thật là đáng tiếc, nhưng nếu không phải vậy, tôi phải đặt câu hỏi rằng video đã được dùng để làm gì? Ông Williams nói. Chính phủ Ả Rập Xê Út và Bayoumi phủ nhận mọi cáo buộc họ có liên quan đến vụ khủng bố 11 tháng 9. FBI từ chối bình luận về đoạn video trên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.